Thưa quý vị và các bạn, trở về cuộc sống thời bình, nhiều cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, sức khỏe giảm sút do những vết thương từ cuộc chiến để lại. Vậy nhưng với tinh thần kiên cường, nỗ lực vượt lên thương tật, nhiều cựu chiến binh ở Bảo Thắng đã nỗ lực tìm tòi, học hỏi, vươn lên trong phát triển kinh tế, tích cực xây dựng cuộc sống mới. 38 năm sau cuộc chiến ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, thương binh Xìn Tá Dũng mang trong mình tỷ lệ thương tật 36%. Vượt qua những cơn đau quặn người mỗi khi trái gió trở trời, với tinh thần tàn nhưng không phế, ông đã nỗ lực học hỏi vươn lên trong phát triển kinh tế. Hiện gia đình đã gây dựng được mô hình chăn nuôi thủy sản với quy mô hơn 10 vạn con cá, nuôi hơn 600 con gia cầm mỗi lứa và phát triển trồng rừng. Từ phát triển kinh tế tổng hợp đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu cả 100 triệu đồng mỗi năm. Tuổi thanh niên thì chú tham gia cùng anh em đồng đội thì cùng nhau tham gia ở chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, thì sau đó thì bị thương trở về địa phương thì tiếp tục bây giờ trong đó là sản xuất là như con cá thì cũng hàng năm thì cũng được 7-8 tấn một vụ. Giờ về địa phương thì giờ còn sức khỏe đến đâu và cái khả năng mình làm đâu thì mình cố gắng mình làm đến đấy. Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị phơi nhiễm chất độc da cam 60%. Trở về quê hương Bảo Thắng, cựu chiến binh Lê Văn Tiến luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, nỗ lực tìm tòi, học hỏi trong phát triển kinh tế. Đến nay, ông đã gây dựng được trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô 4.000 con mỗi lứa. Nhà tôi thì bây giờ cứ mỗi một năm muốn lứa thì coi như được khoảng độ 60-70 trong một năm. Còn hai con lợn kia thì cũng 20 triệu. Bây giờ làm chuồng trại này thì coi mình không phải đi làm thuê. Huyện Bảo Thắng hiện có 3.950 hội viên cựu chiến binh. Cùng với chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương, bản thân mỗi cựu chiến binh luôn tự nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời quan tâm hỗ trợ cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo của Bảo Thắng hiện chỉ còn dưới 2%. Thực hiện nghị quyết 27 của huyện ủy Bảo Thắng về xây dựng huyện Bảo Thắng năm 2024-2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì sự góp công góp sức của hội viên hội cựu chiến binh huyện là rất là quan trọng. Chúng tôi cũng thấy đây là trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chúng tôi. Dành trọn tuổi xuân để bảo vệ Tổ quốc, mang trên mình những thương tích sau chiến tranh. Nhưng giữa cuộc sống thời bình, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã và đang nỗ lực viết tiếp truyền thống vẻ vang của người lính Cụ Hồ, tích cực đóng góp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.